khoa giáo dục chính trị, được thành lập theo quyết định của Giám đốc Đại học Đà Nẵng năm 2002. Gần 15 năm xây dựng và phát triển, đơn vị đã đào tạo gần 1.000 cử nhân các ngành sư phạm giáo dục chính trị, sư phạm giáo dục thể chất quốc phòng và sư phạm âm nhạc. Sinh viên tốt nghiệp đã và đang công tác tại các cơ sở giáo dục, nhiều người đảm nhận những vị trí cốt cán trong các cơ quan nhà nước, đảng, đoàn thể của các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Theo quyết định 404 ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về đề án đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông, môn giáo dục công dân có vị trí rất quan trọng và là một trong 4 môn học bắt buộc ở bậc trung học phổ thông bên cạnh các môn toán, văn và ngoại ngữ. Vì vậy, có thể khẳng định cơ hội việc làm rất lớn sau năm 2018 cho sinh viên ngành giáo dục chính trị. Khoa giáo dục chính trị là cơ sở đào tạo có uy tín, người học được bồi dưỡng những phẩm chất chính trị, đạo đức, được trang bị những kiến thức khoa học, phương pháp sư phạm, có đầy đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có sức khỏe tốt, đảm bảo yêu cầu của thị trường lao động hiện nay. Chúng tôi